Hắn hút đến điếu này là điếu thứ ba, ba điếu thông luôn. Cái thuốc lào hút vào một buổi sáng lành lạnh như buổi sáng hôm nay, sao mà ngon thế? Khói đậm đà như vị mật, thấm qua lưỡi để pha vào với máu, lan đi từng thớ thịt, làm ra thịt đê mê. Đôi mắt hắn gà gà, hơi thở phì phò như ông bể lò rèn. Những ngón tay lờ dờ trên không khí mơn man một dáng hình tưởng tượng. Như thế trong vài ba phút, rồi cơn say lại nhạt cái thú vị chính là ở đó, những cơn say, nếu kéo dài ra tất thành nôn nao. Người ta đâm chuối đầu vào bức vách hoặc xều rãi ra như một con chó trước khi hóa dài. Còn cái gì thô tục bằng, đằng này những cơn say rất chóng qua, người hút, vừa hút xong, đã bị muốn hút luôn điếu nữa. Hút bằng nào cũng không biết chán, hút đi, hút lại mà vẫn còn thấy ngon, cái điếu là một vật vô tri mà dường như cũng biết nịnh đời. Vốn dĩ xưa nay nó là một cái điếu rất tồi, hút không kêu, nó chỉ xìn xịt như tiếng một vật gì bị ẩm, nghe chán lắm, thế mà hôm nay, chẳng biết cao hứng thế nào, nó lại kêu, những tiếng nổ tanh tách nảy lên trên không khí khô nỏ và trong veo của mùa thu như một chuỗi cười giòn. À, thì ra cái điếu hình như cũng có hồn, vào một buổi sáng mát mẻ như buổi sáng hôm nay, tự nhiên nó hết ươn ao, và thấy cần phải ẩm ý thì mới khoái. Người cũng vậy hắn thấy lúc này mà phải bỏ gối ngồi nhà thì cái đời thật khổ. Ấy thế là hắn cào nhỏ chửi tục, hắn chửi những quân hàng bưởi không chịu đến mua cây bưởi đào nhà hắn để hắn có giam đồng mà tiêu. Năm đồng bạc, mắt hắn sáng hẳn lên một chút, chúng có vẻ vừa trông thấy con chó thui béo căng và vàng óng treo lùng lẳng bên trên cái trống hàng nhà mụ tam. Nước dãi tứa ra đầy miệng hắn, một hơi rượu rất mong manh thoáng qua mũi hắn rồi vụt biến. Cha, hôm nay mát trời lắm nhỉ rượu với thịt chó mà lại gặp khí trời mát thì ngon biết chừng nào là ngon. Hắn nuốt dãi hai, ba lượt, rồi hắn lại nhịt thuốc vào nõ điếu, châm đóm hút thêm điếu nữa. Cái điếu vẫn kêu tanh tách, nhưng khói thuốc bây giờ sao nhạt thế, khi đang hút thì nó nhạt như nước lã, mà hút xong thì lại hơi đắng miệng. Hắn nhổ bọt vào chân cột rồi vừa chép chép môi, vừa hếch mặt nhìn lên nóc nhà. Rượu, thịt chó, rượu, thịt chó óc hắn cứ luẩn quẩn nghĩ đến hai thứ đấy, sắc vàng bóng của một cái mông chó thui nhảy nhảy mỡ với sắc xanh nhạt của một chai văn điền đầy âm áp cứ lần lượt hiện ra. Ờ, mát trời thế này mà được uống rượu thì tuyệt quá, nhưng đào đâu ra tiền, ấy thế là hắn lại chửi những quân hàng bưởi, rồi nhân tiện, hắn chửi luôn vợ hắn, cái con mèo mù, đà đẫn mãi, bưởi chín đã gần muốn dụng mà vẫn chưa chịu rước người vào mua. Chửi chán, hắn tặc lưỡi một cái để bảo hắn rằng không chửi nữa. Hắn quăng mạnh hai chân xuống đất để đứng lên và ra đi. Hắn đi cúi mặt, bước những bước mải mốt và cả quyết. Người ta tưởng hắn như đã định sẵn một nơi nào để đến. Nhưng không phải, đến đầu ngõ, hắn tần ngần đứng lại. Bởi đến đầu ngõ, hắn gặp một con đường hai ngà. Biết đi ngả dưới hay ngả trên, đi ngả dưới tức là đến nhà con mẹ vụ để gạ bán non cho nó mươi gốc chuối. Nhưng con mẹ vụ sẽ nhớ ra rằng, đã có lần hắn bán cho thị mười gốc chuối khác lấy hai đồng bạc đi sóc đĩa rồi lại bán lại lần nữa cho người khác lấy ngót hai đồng bạc giá mỗi cây chuối cố sinh ra lấy hai buồng thì hắn không đến nỗi là con người lật lọng đâu nhưng cái giống chuối từ cổ trí kim mỗi cây chỉ sinh được một buồng vậy thì hắn đích thực là một con người hay lật lọng chật ừ thì hắn là người lật lọng như vậy thì đã sao không sao cả bởi ai đã chửi hắn luôn ba hôm mới biết rằng chửi hắn vô ích thật chửi hắn thì mỏi miệng nhưng nên buộc chỉ cổ tay để nhớ cho thật kỹ từ giờ đừng bao giờ dại dột tham lợi mà mua chuối non cho hắn một lần thứ hai còn mẹ vụ sẽ không mua chuối non cho hắn một lần thứ hai không những thế rất có thể nó sẽ xỉa sói vào mặt hắn mà mắng cho đến nhục vậy thì cái ngả dưới rành rành là bất lợi hắn quay mặt về ngả trên thế nghĩa là cứ đến thẳng hàng thịt chó nhà mụ tam. Nhưng mụ tam vốn không ưa bán chịu, mà hắn thì lại đã chịu của mụ luôn ba bữa, chứ đào đâu ra tiền trả. Cái mặt mụ chắc chắn là sẽ không được tươi tỉnh lắm. Mụ sẽ vác nó lên, mụ sẽ nhìn cái tổ chim vô hình trên lưng chừng một cây tre ở trước cửa hàng nhà mụ, chứ không thèm nhìn hắn. Nếu hắn có lải nhải lắm, thì mụ sẽ hướng đôi môi lên hướng trời xanh mà bảo hắn, trả nợ cũ đi đã rồi hãy ăn như vậy thì cũng nhục, hắn dùng rằng không nỡ bước, trong khi ấy thì nước rãi từ từ dâng lên miệng hắn. Rượu, thịt chó, rượu, thịt chó, trước mắt hắn lại lập lòe hai sắc, vàng bóng và xanh nhợt. Hắn nuốt nước rãi kêu ưng ực, rồi hắn tặc lưỡi kêu một cái để ra hiệu cho hắn đừng do dự nữa. Việc gì mà do dự nữa, thịt chó của mụ tam để bán, chứ không phải để cho ôi thôi. Còn hắn muốn ăn thì phải mua, không có tiền thì mua chịu trời sinh ra thế, dầu rằng mụ tam không ưa bán chịu thì hắn cũng đã chịu luôn được ba bữa. Thêm một bữa nữa thì đã sao, ấy thế là hắn bước, hắn bước nhanh nhẹn và vui vẻ, y như một ông phó mới đi đến một đám mời ăn khao. Nhưng gần đến hàng mụ tam, hắn nghe tiếng mụ tam the thế, đích là mụ vừa xoắn được một kẻ ăn hàng chịu mất mặt mũi, bây giờ mới thấy. Đen đùi thực, hắn tần ngần đứng lại, để nghe ngóng xem sao đã. Trả cái con mụ la sát này thật là chua ngoa. Nó bảo người kia, ăn mà không muốn trả thì ăn này, ăn nọ cho con nó. Miếng ăn là miếng nhục, thế này thì khó lòng mà nuốt cho trôi được. Hắn thở dài một tiếng, quay trở về. Bây giờ thì những bước đi thẫn thờ hơn, hắn thấy người mỏi mệt, chân tay rã rời. Đúng là một anh nghiện đến bữa chưa được hút. Thỉnh thoảng hắn lại đưa tay che miệng ngáp thật to, như một con trâu ngé ngỏ, nước mắt ứa ra ỏng ỏng khỏi một dặng tre cao, đến cánh đồng, nắng bừng lên, nắng mùa thu dịu dịu, trời thì đẹp, cánh đồng lúa mờn tươi, run gờn gợn như một làn da quen ù kín đột nhiên phơi ra gió lạnh, phong cảnh quyến rũ như một nhan sắc hoàn toàn nảy nở. Chào ôi, giá hắn không bận nghĩ đến rượu và thịt chó, giá hắn không khổ sở vì một cái dạ dày ưa đòi hỏi thì hắn đã sung sướng lắm. Nhưng hắn lại thèm rượu và thịt chó mà không được uống rượu, ăn thịt chó bởi vậy hắn cho là đời thật đáng buồn. Kiếp người nản lắm, trời thì cay nghiệt như một bà già thiếu ăn ngay từ lúc còn thơ. Mà cái nắng hanh của mùa thu vô cùng khó chịu, đầu hắn nghẹo xuống vai, đôi mắt hắn lim dim, hắn có vẻ vừa đi vừa ngủ. Hắn đã gần ngủ thật thì một việc bỗng làm hắn đột nhiên tỉnh người. Ấy là lúc hắn lò dò về đến sân, hắn đang đi bỗng giật mình, một con chó đang thiêu thiêu trong một bụi rong ở đầu sân nhảy choàng ra một tí nữa thì đớp vào chân hắn. Hắn nhảy cẫng lên một cái, và hắn sực nhớ ra rằng nhà hắn có một con chó vện. Con chó vện ấy hay trông gà hóa cuốc, nên lắm khi trực đớp cả chân người nhà. Đó là một cái tật không thể tha thứ được, bởi không ai nuôi chó để nó cắn quẻ chân bao giờ. Ờ, mà hãy còn điều này nữa, nuôi mèo hay nuôi chó thì cũng phải tùy ra cảnh, nhà giàu nuôi là phải, bởi nhà giàu sợ trộm mà lại nhiều cơm hớt còn nghèo rớt mồm tơi như nhà hắn, nuôi làm gì? Giá thử nhà còn trẻ nhỏ, thì nuôi chó cũng còn được việc. Nhưng nhà không còn trẻ nhỏ, thằng cu con đã lên ba, nó đã có thể ra vườn được. Hạt gạo năm nay khó chuốc như hạt ngọc, đến bữa ăn, phải tính đầu để chia cơm. Cứ tình hình ấy, thì phải dở hơi lắm lắm mới nuôi một con chó để chẳng có việc gì cho nó làm. Thế là đủ lắm, hắn sung sướng vì đã nghĩ ra điều ấy hắn gật đầu luôn mấy cái, rồi hắn đưa mắt nhìn trộm con chó vện. Con chó vện đã lại nằm thiêu thiêu bên một gốc chuối. Quả thật, nó đã đến ngày tận số. Hắn đi tìm cây thúng, hắn giòn rén đi vòng lại phía sau đuôi con chó. ập, ờ, con chó giật mình đến thót, nỗi nguy chụp xuống, nó bị thu gọn trong cây thúng, không còn chỗ mà dãy rùa. Trong khi ấy, thằng người kêu rối rít, chúng mày ơi! Chúng mày ơi, tao úp được con chó rồi! lũ trẻ con đang nghịch đất, quăng cả những cái bẹ mèo chuối đi, xô đẩy nhau ngã kêu chi chóe, và vừa chạy về vừa reo lên, chúng mày ơi, chúng mày ơi, thầy úp được con chó rồi, a ha, người cha bảo, chúng mày súng cả lại đây, đè chặt lấy, đè thật chặt, con gái, và cu nhớn, cu nhỡ, cu con súng lại, đứa tỉ tay, đứa tỉ chân, đứa ngồi cả lên chôn thúng. Người bố đi tìm gậy để ngáng lên cổ chó mà nhận xuống lũ trẻ bắt đầu bàn tán thầy giết chó nhỉ ừ thầy giết chó để làm thịt chén thích nhỉ cu con nhỉ thầy cho cả chúng ta ăn thịt chó nhỉ tao cũng ăn thịt chó ừ thầy cho cả mày cả tao cả chị gái chúng mày có im cả không chó ra bây giờ thì mất ăn sao 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 người đàn bà ở chợ về thị tủm tỉm cười thị cười vì nghĩ đến đàn con hôm nay chẳng biết cao hứng thế nào thị đã mua cho chúng những bốn cây mía lách. Những ba trinh kia đấy, như thế kể đã là nhiều lắm. Cả đội hàng của thị đem đi buổi sáng, bán được vừa sáu xu. Vì đâu lại có sự hoang phí ấy. Có lẽ bởi hôm nay trời mát, có lẽ bởi thị thương hại thằng cu con. Mỗi lần mẹ về chợ, cứ nghe tiếng các anh reo là cu con lại thét lên. Hình như nó sợ các anh chạy ra trước nó. Có khi nó khóc, có khi mải mốt quá nó ngã lộn tùng phèo từ trên hè xuống sân. Ấy thế mà 10 lần thì đến 9, mẹ nó chỉ chìa cho nó bàn tay không? Người đàn bà, nghĩ đến cái bộ mặt tiêu nhiều của con lúc nào, giỏ nước mắt ra lúc ấy. Chồng thương đứt ruột, nhưng biết làm sao được, đã đành quà của nó, chỉ một đồng trinh là đủ. Nhưng không thể đong một hào chín xu rưỡi gạo, mà cái ngữ tiêu trong nhà thị, mỗi ngày không thể quá hai đồng hào. Vậy có thương con thì để bụng còn cái sự mua quà thật khó lòng thay nhưng thời tiết có ảnh hưởng đến người ta rất lạ lùng hôm nay người mẹ đáng thương kia thấy dễ chịu trong người khi nóng nặng nề của mùa hạ đã tan rồi cái rét sắc như dao của mùa đông chưa tới trời xanh ngắt nắng êm êm gió phơi phới trên da cho người ta cái cảm giác nhẹ nhõm sau khi tắm tạo vật hiền hòa lắm tạo vật không đè nén và dọa nạt người ta tin tưởng vào đời hơn người mẹ nghĩ rằng mát mẻ thế này thì làm việc là một trò chơi. Rồi thị lại nghĩ rằng, nếu mía lách đem đi chợ mà không có người mua thì chẳng ai đem đến chợ. Ấy thế là thị đánh liều bỏ ra su rưỡi và chọn lấy bốn cây vừa ngon vừa dài. Chọn xong, thị cũng thấy tiếc tiền, và trên đường về thị còn lần quẩn nghĩ đến xu ru ấy mãi. Nhưng thị lại nghĩ đến thằng cu con, đến lúc nó sẽ biếu chặt lấy mấy cây mía lách mà cười nấc lên. Vậy thì thị chẳng nên tiếc nữa có mất đâu mà tiếc con thị nó sẽ ăn vào miệng về đến nhà thị cảm động quá hơi run môi thị tự nhiên mỉm cười nhưng chẳng có đứa nào reo chẳng đứa nào trông thấy mẹ chúng đi đâu cả thị vừa gọi vừa hoảng hốt chạy ra ngoài bờ ao à hú vía chúng nó đây cả rồi nhưng làm gì mà giao thớt bừa bộn thế thị hơi sửng sốt vì bố chúng nó đang thả một con chó tui xuống nước và cầm một búi rơm kỳ cọ sao lại có sự long trọng ấy thị đã toàn hỏi nhưng lại nín, vì lại có cả mấy người anh em bạn chồng. À, thôi vậy, có lẽ hôm nay là ngày dỗ ông nào, bà nào đây, thị ngây mặt ra, cố nhớ. Hàm nhầm tháng 9, không, mà không phải, dỗ chạp gì hôm nay, lửa giận chợt bốc lên ngùn ngụt, thị thâm tím mặt, thị biết chẳng phải dỗ chạp gì cả, và có dỗ cũng chẳng cần giết chó, xưa nay có bao giờ phải giết chó mới làm dỗ được. Nhà nghèo, chả bát cơm bát canh thượng số vài ba hào chỉ là đủ lắm gọi là con nhớ đến ông bà tiên tổ cho khỏi tội làm gì mà phải linh đình thế khốn nạn khốn nạn cho thị lắm cái số thị chẳng ra gì nên vớ phải một thằng chồng không biết lo biết nghĩ chỉ thích ăn thích uống con chó to bằng ấy lúc này bán đâu không nổi ba đồng bạc cả nhà ăn gạo hàng nửa tháng ấy thế mà cái môi nó vừa máy lên một cái nó đã phải đè ra mà giết ngay ăn hoang, phá hại, ăn uống thế, có khác gì ăn thịt con không, hở trời. Thị nghẹn ngào cả cổ, thị muốn gào thật lớn, nhưng còn vướng mấy người bạn đây, thôi cũng đành cắn răng, nhưng thị không còn sức mà đứng nhìn nó nữa. Thị chạy về nhà bình bịch, thị quang thị xuống cái phản gỗ sông đến phịch, chào ôi là chán nản, thị thấy một nỗi chán nản rơi rã xâm lấn người. Một lúc thật lâu, anh chồng về, anh vừa lau tay vào vạt áo vừa tươi cười hỏi, nhà còn gạo không? Làm gì mà còn gạo? Thế thì làm sao được? Muốn làm sao thì làm. Anh bẽ lắm, giá phải lúc khác thì anh đã cho cây tát. Nhưng lúc này làm thế có khác gì đuổi bạn? Và lại chị vợ đang tức tối. Đánh thị, chắc thị sẽ gào lên đến bảy làng nghe thấy. Còn ra quái gì, anh cũng đành cười gượng mà nịnh nọt cho xong chuyện. Bù mày chịu khó đi đong chiều vậy. Tôi không dỗi, hắn đã lộn tiết lên rồi, không còn nhịn được mắt hắn trợn lên hắn gườm nhìn vợ một giây rồi hục hặc cái giống nhà mày khó bảo mắt người vợ đã dần dấn nước hắn biết là hắn thắng chỉ cần khéo hơn một chút hắn lại xoay ra đấu dịu cái thứ người đâu mà ngang như cua vậy phải biết tao muốn mất tiền làm gì chứ nhưng chết cái ăn của người ta mãi chẳng lẽ không mời lại người ta một bữa thì cái mặt mình còn ra mặt gì nhân tiện con chó nó ăn phải bà hay sao mà chẳng biết sáng hôm nay cứ rú lên rồi lăn ra dãy chết. À, ra thế, thị hơi nguôi lòng một chút, thật ra thì thị biết không nguôi, không được, nó cục như chó vậy, ương với nó, nó thượng cẳng chân, hạ cẳng tay là thường. Thiệt thân, mà kết cục cũng vẫn phải đổ gạo cho nó thôi, thị đứng lên, vừa nguyết hắn, vừa lạo bảo, đong mấy hào. Thế là hắn lại đổi mặt ra tươi cười, thì bu mày liệu đấy. Có ba người khách với tôi là bốn với mẹ con nhà mày nữa mẹ con chúng tôi thì nhịn đong chịu chỉ có thể đong đến năm hào là hết đất ai bán cho mình hơn ừ thì đong năm hào với bảo mẹ xuyên bán chịu cho tao chai rượu nữa mà cầm cả chai nước mắm đi mua chịu cho tao một hào bao nhiêu là thứ thị rên lên như một người mất cước nhưng nó đã muốn chết thì mặc nó thị cứ mua cho nó rồi bán gì đi mà trả nợ thì cứ bán còn thì ăn hết thì nhịn bố ăn lắm thì con chết đói, cùng lắm thì bống bế nhau đi ăn mày. Bây giờ thì mọi thức đã xong rồi, con chó hơi gầy, nhưng gầy thì cũng tốt, hai bát tiết canh đông lắm, ấy là cái điểm lành báo rằng cuộc vui sẽ hoàn toàn. Những miếng thịt ngon thái tái hộn ngay vào hai cái bát chậu thật to cho khỏi lôi thôi. Vẽ vời đơm vào đĩa hẳn hoi thì biết bằng nào đĩa cho nó xuề. Nổi xáo bốc hơi thơm lửng, chẳng cần múc làm gì cho dếch bát. Sau khi đã hỏi qua ý khách, Chủ nhà định bê cả nồi lên để lúc nào ăn cơm hãy múc ra, múc ngay vào những bát bây giờ dùng đựng tái, như vậy tiện. Chỉ có hai cây bát mà đủ cả, ăn hết rồi lại múc. Ăn thịt chưa có ăn bát đâu mà cần. Hắn làm nhảm bênh vực cho cách dự định của hắn như thế mãi, tuy chẳng có ai phản đối. Họ cũng thừa biết cả cửa nhà cơ nghiệp nhà hắn chỉ có hai cây bát chậu ấy thôi. Nhưng có gì, miễn là được uống rượu sớm hơn một chút, anh nào anh ấy đói ngấu mà cái mùi thịt chó bốc lên thơm vô cùng. Bao nhiêu là nước răng, chủ nhân, sau một cái liếm môi rất nhẹn, hất hàm hỏi khách, xong rồi chứ? Xong bưng mâm nhé, ừ, làm thì làm. Nào, bưng mâm, hắn giang hai chân, khuỳnh hai cánh tay và thẻ lẻ cái lưỡi ra như một con chó về mùa nắng. Trông như hắn muốn vần một cái cối đá nhất chứ không phải để bưng một cái mâm bằng gỗ. Nhưng thật ra đó chỉ là một cử chỉ trịnh trọng và sung sướng bình hữu giơ bàn tay trái lên làm trống khẩu dùng ngón trỏ tay kia làm dùi ưỡn ngực ra vừa gõ vừa kêu tung 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 ấy là cái hiệu trống để cho phu nhắc kiệu lên vai chủ nhân ý tứ nâng cái mâm thịt chó lên ngang mặt tung tung thế nghĩa là đi đi và chúng đi lũ trẻ thấy người lớn cũng làm trò như chúng thích chí cười sằng sặc chúng à, tuốp vào nhà trước như đàn dùi Cô nhỡ trèo lên phản ngồi xếp bằng sẵn. Cô con trèo không kịp khóc quà lên. như người bố trợn mắt thật to và quát. Những thằng này hỗn. Chỗ chúng mày ngồi đây à? Cô nhỡ cười như miếu, vội vàng tụt xuống. Cô nhớn lấy thế làm khoái lắm. Nó vừa lêu lêu em, vừa nhạo, xấu. Không ngồi đấy đi, xấu. Không ngồi đấy đi, nhưng nó cũng cụt hứng ngay. Bố nó quay lại nó, còn mày nữa, không sách thằng cu con đi à? Đưa nhau xuống bếp, rồi ăn cơm. Khi cả ba đứa trẻ đã lụt cụt chạy ra rồi, hắn mới đặt mâm xuống phản, nháy mắt và xách môi lên để làm cái điệu bộ cười, rồi toang toang bảo như một kẻ cả vẫn đi ăn, đi họp, láo tuét. Chỗ này là chỗ quan viên uống rượu, có phải không, các cụ? Nhiều cử bẹp mồm ra, bẩm cụ bá dậy thế thật là chi lý. Ồ, có chăng thì thế chứ, vậy mời quan viên nào? Bà ông khách ngồi, chủ nhân chắp hai tay trước ngực, rồi lại đưa tay phải lên đầu gãi, lầm dầm như khấn ông vải về ăn cỗ, bẩm các cụ, chả mấy khi các cụ có lòng chiếu cố đến chơi nhà chúng cháu. Gọi là chén rượu nhạt, xin rước các cụ cứ thật thà đi cho. Ờ, nghe tiếng, ờ, rất sang rung lên trong cái cổ họng của binh hữu bắt trước giọng ông tránh ngạc, cả bốn anh cùng cười. Chủ nhân rót rượu ra hai cái bát, hai người uống chung một bát, chúng bắt đầu ăn, uống tranh nhau nói và cười rung cả mái nhà. Sao 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 người mẹ rất còm cõi và bốn đứa con người ốm, quê quần với nhau trong xó bếp. Trong gia đình này, năm mẹ con thường giống như một bọn dân hèn yếu cùng chung phận con sâu, cây kiến dưới cây ách một ông bảo chúa. Thấy lũ con đứa nào cũng nhăn nhăn, nhó nhó, người mẹ thương đứt ruột. Thị biết rằng chúng đói, khi người ta đã đói mà lại ngửi thấy mùi thịt chó, thì bụng càng đói thêm. Thế mà bữa rượu của người bố với ba ông khách cứ kéo dài mãi. Nghĩ mà bực quá, cái thể không chết được, chưa giá chết được thì thị chỉ thắt cổ mà chết đi cho rồi. Thị dỗ con, cố mà nhịn lúc nữa, các con ạ, à, đợi trên nhà ăn xong, còn thừa thì ta ăn. Rồi muốn cho chúng quên đi, thị sổ tóc ra cho chúng xuống vào bắt cháy. Úi cha, nhiều cháy quá, chỉ việc rẽ một đám tóc ra là đủ thấy bốn, năm con bò lồm ngồm. Cái gái và cu nhớn, cu nhỡ thi nhau bắt, chúng cho cu con mấy con cháy cành làm trâu, mới đầu cái trò chơi ấy cũng hay hay, nhưng chỉ một lúc là chúng chán, thằng cu con ra hiệu đình công trước, nó lăn vào lòng mẹ, oan loại vừa hụ hị kêu, đói. Bù ơi, đói, tức khắc những đứa kia cũng nhớ ra rằng chúng đói, chúng không bắt cháy cho mẹ nữa, chúng thở dài, chúng nuốt bọt nhem nhép, chúng thư mặt ra. Chúng nằm ẹp xuống đất và lật áo lên để khoe cái bụng. Bụng đứa nào cũng gần dính lưng, mắt thị rơm rớm nước. Cũng may, tiếng người bố trên nhà gọi, cái gái đông. Dẹp mâm đi, nay bốn đứa trẻ cùng nhỏm dậy, mặt chúng đột nhiên tươi tỉnh lại. Gái, vâng, một tiếng thật to và chạy lên. Cù nhớn, cù nhỡ ngồi trồm trỗm đợi. Một lát sau, gái bê mâm xuống. Nó cũng nâng lên ngang mặt như cha lúc nãy. Các em nó đứng cả lên, trực đu lấy cây mâm. Nó càng nâng cao hơn, mồm thét, khoan, khoan, kẻo vỡ, cù nhớn thét, thì bỏ xuống, gái vênh mặt lên, trêu nó, không bỏ, không cho chúng mày ăn, có sợ thành tật không, không cho ăn thật đấy, cù nhỡ sốt ruột, khoạm mặt lại, vằng nhau với chị, làm trò mãi. Có bỏ xuống đây không nào, gái hạ nhanh mâm xuống đất, bảo, này, ăn đi, nó ngẩng mặt nhìn các em, cười thê thế. thế người mẹ xịu ngay xuống, trong mâm, chỉ còn bát không, thằng cu con khóc quà lên, nó lăn ra, chân đập như một người dẫy chết, tay cào xé mẹ. Người mẹ đỏ mũi lên và miếu sạch đi, dưng dứt khóc. Cái gái và cu nhớn, cô nhỡ cũng khóc theo, chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa